thần à, ôi ơi măng nhỏ măng lươi em ho linh ngơ chiêng linh lươi thì là vui bạn thường ơi em ngó xin hạt mấy lời để cho khuya qua mà nỗi buồn của họ bạn xa ơi ngã hỡi thương mặn đi em ngã nghỉ về là nhã bơi em thôi à dò em ơi cài ớp lơi na chia ở chẳng tiêu nhà thi lớn mà ngoài anh họ ở tu liêu tranh à là mà nơi măng ngã thương cho kiếp mà chỉ còn người anh hơi ai cũng một nọ đôi sông lao đã nè em ơi sân hồ na sầu na hẹn hồ đi chẳng đầm thì tổ tiên cũng già nếu già ơi ngã hơi ra chớ bỏ chỉ bị bỏ bây giờ em ngã ở nơi nó đi theo ra dò em ơi bây giờ anh đang ở núi Ba Vì chẳng ăn chẳng ổn mà chỉ vì nhớ ra là bạn thương măng ngã thương em làm mà chị em ơi em cho đĩa chị hà là người teo không chung nợ em thương nợ bây giờ anh đang ở tỉnh Hòa Bình anh luôn anh ở ngõ chẳng đủ tin nhau nó là ba nơi nếu em ra ở chị Hòa Bình anh hơi thương khổ hà là mình như nhau nơi thương nơ bây giờ anh đã đến ở huyện Cao Phong anh ngô tàng thì thì vong lên phú cương nhà già đã hơi già ơi nếu em
tang ở chỉ giữa đường tí ùn thả toàn về là mương con em nơi thương nơi mày ơi đã ngờ chưa lô anh ngô chẳng hư mặt khả bản đô bao nhà già nề ùn ơi nếu anh đang ở chỉ chợ lô tí ùn chếp mơ chập sẽ rùa tha toàn anh nợ anh thương nợ ùn à ơi anh ho đã ở ngã ba phú cương nhưng mà anh chẳng mặt thì con đường ba nhà gà nè ùn ơ nơ anh ơi gia tình chỉ phụ cương anh hơi cứ đứng ở đời thì ùn ở thì tha toan anh nợ anh thương nợ ùn à ơi nô cơm ở thì nô hỏi nữa cơm ở chín anh ngồi chờ ăn ăn ở nhà cha đơn ùn à mang tin anh à chỉ đang về ùn họ chuồn ở vị tì à là bữa cơm nè dò anh ùn à ơi nô cơm ở chùa la ngó con ở âm lạch lại ca về la kênh thiếu ăn dầu ùn dò anh à hỏi ùn nô cơm mà hỏi nơ măng anh về lỡ dùng ùn à tới măng chờ lắm mà rời à anh ùn à ơi chia thua tình con thiên linh ngồi ở dụng đi mỗi chỗ ăn cơm ơi ăn chẳng ngờ là em ơi anh lại bận rồi nhé hôm khác khác tiếp em ơi anh lại bận rồi nhé hôm khác khác tiếp anh à ơi ùn đang tới chị anh ngó quên téo ăn bữa cơm cùng gia đình ùn họ nè dò anh ơi